Hi, chào bạn, tôi quay lại với channel của mình. Ok, tiếp tục tới cái loại hình này. Chỗ có 2 bàn nhuận cương, nay mới nạp khoảng 100.000 vô là thấy là có 2 bàn nhuận cương, ngon lành không? Và Lukaku là còn thiếu một cái này nữa. Mà nó tới 60 luôn. Còn mình mới tới 50 rồi. Mà 59 nó còn không vượt nổi nữa. Nó có hơi bị yếu lực rồi, vậy mình tăng cái này lên cái này. Ok, Thiago Silva ngon rồi đó. Lên 50 không, cái thằng này gì biết sao. Ôi, hết cái này rồi, hết FB rồi. Mà còn FB cao, đi dùng hết luôn. Ok, bây giờ mình có đột phá lên, mở thẻ cái ra Lukaku thì có ra một cái mảnh của Thiago. Trời, tăng 700 lực, mém xíu rồi lên. Trời, lên nhẹ 8.000 luôn nha. Ui, nhận được 2.000 kim cương nữa. Trời, đột phá cầu thủ lần đầu tiên nha. Trời ơi, hư. Có một thằng này đột phá rồi đúng không? Giờ Lukaku thì thiếu một chút nữa. Nhưng mà mình sẽ đột phá Lukaku sớm thôi. Mình tính là vô đây mình mở nè. Vô chiêu mộ mình mở cái tiền đạo này đâu. Một là ra Salah cũng ok. Hai là ra Lukaku cũng ok. Lukaku thì up lên, còn ra Salah thì xài, sử dụng tiếp. Đó. Bởi vậy ra tiền vệ cũng... Hai thằng này thì mình không thích. Thằng này càng hiệu phán đoán cũng được. Yaya Touré cũng tốt nhưng mà mình lại không thích. Ở giữa sân thì mình cần những cái thằng khác hơn. Seth Fabregas thì ăn lại trong khe. Hơi dư. Nhưng mà mình có Thiago ở đây, nếu mình mở ra Thiago và mấy thể loại như này khác thì cũng được. Thì mình sẽ rút 6 hay khoảng 10.000 nữa là được rồi, cái gì đúng không? Là một con SS nữa rồi. SS giờ này tiền nhiều quá, không biết xài SS sao luôn. Bản cầu thủ trong đây giờ nó mới chỉ update mấy cái thằng S thôi, chứ còn mấy thằng SS thì chưa. Nhưng mà thật ra là mình chưa lên cấp 20 đó, cho nên là chưa có lên được cái bọn gì ta. Chưa có lên cái liên đoàn ở ngoài. Chưa có lên cái liên đoàn được. Rồi thằng này là có cặp phải trùng luôn. Giờ đi luyện cầu đội hình thôi. Giờ vô sự nghiệp. Cái ải 8 thì hình như xong hết rồi đúng không? Rồi đúng rồi, 8 xong hết rồi. Vậy chứ vậy cái 5 này là thằng... Quên cái 4 chứ quên, nó cái 8 bị dẫn trước 2-0. Sang mặt đi số là được đúng không? Được. Đi số mấy thằng mà trọng pháo là nó số 1 luôn á. Đùa. Như vô ở giữa giờ làm được gần 2.000 lực rồi, 2.000 lực rồi. Trọng tài chính đã thổi còi bắt đầu trận đấu. Dante chuyền bóng cho đồng đội. Oscar. Không hay quá. Nhẹ nhàng chuyền bóng vượt qua hàng thủ. Oscar. Việc gì vậy? Trọng tài biên phút. Ồ, mới tăng xíu lượng năng lực mà trời giữa sân này phụ banh tốt ghê. Càng thi đấu càng hay. Oscar chuẩn bị đá phạt trực tiếp. Vô à. Oscar. Khó có thể cản được lắm. Rồi khó có thể cản được cái này lắm. Giao bóng giữa sân, trận đấu tiếp tục. Chuyền bóng về phía đường biên. Đưa bóng đến gần đường biên. Rồi, cái gì vậy? À hết giờ hả, tưởng gì. Ok, còn một trái nữa là mình có thể thắng được cái màn này rồi, ngon lành rồi. Và đạt 100k thì bạn có thể lên được tập khoảng tới VIP 6 á. VIP 6 là bạn có thể quét màn rồi cái màn tuyệt kỹ là tùm lum hết. Nó tóm lại là nó bạn nhân tiền rất là nhiều phải không? Cho nên là bạn chỉ cần nạp 100k thôi là bạn được khoảng chừng 20.000 cái kim cương. Ở 20.000 kim cương là nằm tầm khoảng VIP 6, VIP 7 gì đó. Không nhớ rõ nhưng mà tầm đó VIP 6 là bạn đã có một cái lợi thế lớn để bạn tăng cấp rồi. Mỗi ngày bạn mua. Trời, nó ăn vạ xa vậy. Có ta này hôm nay sao ăn vạ chuyên nghiệp vậy. Xa vậy sao đá. Rồi vô luôn rồi. Rồi Oscar pha này ghi bàn quá. Thấy ghê vậy.
sao sao thấy ghê vậy? À, mình hình như là mình biết bảy thôi, biết bảy thôi mà mình có được Neymar nè, thì mình mua 2.000 mốt là mình có một phần Neymar đẹp, không mình mua 2.000 mốt, mua xuất phạt đột phá nha, ăn vạ. Có thể nào để ở ngay chỗ mà thằng Oscar bây giờ nó, mình chỉ cần mua 2.000 mốt là mình được một thằng SS với lại một số đồ đó, viết 7 nha. Mình nạp hơn 100k một chút, khoảng chừng 150k đó, là được cái 7. Xin kính chúc đội nhà. Trận đấu bắt đầu, cầu thủ giao bóng là Dante. Chuyền bóng về phía đường biên. Thiago. Có chuyện cho theo. Thiago. Chuyền bóng đúng tầm di chuyển của đồng đội. Thiago Costa. Thôi ghê vậy. Thủ môn. Vậy mình chụp được luôn hả? Ôm bóng trước ngực. Dường như chạy không biết mệt. Chuyền bóng sang bên trái. Để mất bóng. Curado. 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 Này là Curado nha, chứ không phải là Curado. Cua, cua mới đúng. Làm gì đây? Làm gì đây? Dường như chạy không biết mệt. Rồi. Chết mày nè. Romelu Lukaku. Quá dễ dàng. Hồi nãy vô không được không? Bây giờ lại gặp Lukaku là mày chết liền. Chuyền bóng cho đồng đội. Đang giữ bóng trong chân. Dường như chạy không biết mệt. Nguy hiểm. Trời ơi. Cái gì vậy ta? Sao sao hậu vệ yếu vậy? Chắc là phải kiếm hậu vệ rồi đó, ngon ngon quá. Chuyền về chết rồi. Dante. Thực hiện cú chuyền bóng. Cuadrado đá việt vị, có thể gọi là người không phổi. Thiago, họ Thiago trống quá. Hãy xem nào. Thiago. Ok 2-1, mình vẫn có thể thắng cách biệt 3 bàn để làm 3 sao. Yên tâm, mọi thứ chuẩn bị trước mắt hết rồi. Hết giờ rồi, hết giờ. À không hết giờ rồi. À hết luôn. Tưởng không hết giờ nhưng mà thật ra nó cũng hết. Buffon mình còn tệ quá, hàng hậu thủ mình còn tệ lắm, mình chưa có thể kịp nâng một cái gì ở hàng hậu hết á. Sau sự điều chỉnh của huấn luyện viên, hiệu quả sẽ ra sao? Chuyền bóng chặn bóng. Giờ chờ thằng Thiago để lên level 5 để làm gì? 5 sao để kêu bằng gì ta, để có cái chiêu máy điều tiết bút chỉ số, số trọng pháo luôn. Lukaku làm double kill. Sao bóng giữa sân, trận đấu tiếp tục. Dường như chạy không biết mệt. Chuyền bóng về phía đường biên. Không thể giữ bóng. Hay quá. Thiago giờ này ở dưới sân lấy bàn tốt lắm. Thiago. Hay lắm, tạt cánh. Chuyền bóng sang bên trái. Tạt. Tung đường truyền. Trời ơi, có ta suốt cú lê. Diego Costa cũng làm được first goal, first loot. Nếu mà có Costa mà kiểu như SS mình cũng xài khỏe, có vô phạt đền, ăn vạ rồi mà suốt cũng khỏe nữa. Chuyền bóng cho đồng đội. Thiago. Chuyền bóng sang bên trái. Tung đường truyền vòng cung đẹp mắt. Costa. Thiago Costa. Trời ơi, tốt ghê không? Bởi vì mình nói Costa đâu có đùa. Mặc dù nó không có chiêu dứt điểm thiệt, nhưng mà nó chỉ số nó điểm cao. Win rồi, trận này win rồi.
nhận nó lên cái màn xấu rồi, nhưng mà mình vô đây mình nhận Neymar cái. Đây Neymar. Đúng vậy. Nhận Neymar thì hình như là mình được một cái là sao? Mình up được Lukaku luôn thì phải. Đây đúng vậy. Chính xác. Yes. Rất nhẹ nhàng. Tại vì cái bộ Neymar là nó có cái dữ liệu, cái quy hiệu dữ liệu giống như là của thằng Lukaku á. Lukaku thì mình chưa có đột phá được, chưa có mạnh cầu thủ. Giờ có SS là Neymar thì mình sẽ sử dụng đội hình như thế nào để gọi là có thể để Neymar vào đây. Hai tiền đạo là chắc là đội hình này là ổn định, hoặc là hai tiền đạo cánh. Chắc là chỉ có đợt này thôi. Đợt này là ổn nhất nè. Đúng rồi, Oscar. Giờ mình thấy Oscar là bằng Neymar. Thế hoàn hảo luôn á. Nhưng mà Neymar đá vị trí này không được. Chết tôi. Hai thằng này chỉ có đá như vậy thôi. Chết rồi, vậy là mình không xài được Neymar phải đội hình này rồi. Nếu mà xài Neymar là phải bỏ Costa ra rồi. Wow. Cú sút phạt luôn nha. Emerson thì bỏ ra. Đúng vậy. Đó. Ui. Đội này ghê nè. Đội này tấn công là chơi chết luôn á. Chơi tới chết luôn á. Ghê đấy. Không đùa đâu. Mà sao lâu hai thằng B như vậy. Emerson này nó chỉ ra cánh được thôi à. Cũng được, nhưng mà kiếm thằng ở giữa là ngon chút. Mình cũng có nhiều thằng ở giữa ngon lắm mà. Có Colin chẳng hạn. Tức là nâng này mà trước kìa. Nâng này mà làm gì, nâng này mà lên có cái chiêu mà phun sức phạt để làm gì thì thấy chỗ Oscar cho nó hoàn chỉnh. Đâu, Oscar cũng còn trong đội hình, quên. Nhưng mà rồi mình sẽ thay thế thôi. Sẽ bị thay thế thôi. Vậy là có hai thằng ăn vạ ở trên rồi nè. Sao mình khoái chơi đội hình ăn vạ nha, thật luôn á. Mình là mình thích chơi đội hình ăn vạ dữ lắm luôn, mình không hiểu sao. Kiểu như các bạn tính rồi. Thấy ăn vạ kiểu thích sao? Dễ thắng. Còn thiếu cái dữ liệu nữa thôi, dữ liệu là 60 như cái cũ. Luis Suarez. Ok. Hồi lưu lại 9.000 rồi kìa. Quá nhiều cho một cái ngày. Trời, chưa gì hết 300 nữa nè. 250 nữa nè, mà chưa xong 30 trận. Chứ không là nó còn có thêm 250 nữa. Trời, 19 kìa. Vô. Làm một trận chuyên nghiệp level 1. Cuối cùng kìa. Thấy ăn vạ là biết ghê rồi. Hai ăn vạ, hai xuất phạt, đầy đủ tất cả mọi thứ, không còn gì để nói nữa. Ủa chứ mình phải chơi đội hình này ta, mình cũng thể chơi 4-3-3, đúng không? 4-3-3.
McGowan, Mangala chuyền bóng sang bên phải. Cuadrado, trọng tài biên phút cờ, cầu thủ đã rơi vào thế việt vị. Chạy nhanh đến ba thằng tiền đạo trên đây nó cũng cướp bóng ghê lắm. Theo thể loại mà có mấy thằng như là thằng vặt đi là sao skill bằng săn mồi vậy. Trời ơi. Đã chặn được bóng. Diego Costa chuyền bóng về phía được Cuadrado. Trời ơi, Lukaku băng vô sát mà đối mặt thủ môn đánh đầu. Lukaku. Quá ghê. Giao bóng giữa sân, trận đấu tiếp tục. Chuyền bóng sang bên trái. Đã để mất bóng. Costa lấy bàn ghê. Diego Costa chuyền bóng về phía đường biên. Trời, Lukaku. Trời, cái này phải nói chỉ số tấn công nó cao tại sao? Ba thằng tiền đạo luôn, cái hàng tấn công nó cao làm cho hàng hậu vệ rối rắm. Thực hiện cú chuyền bóng. Đang giữ bóng, chuyền bóng về phía đường biên. Hãy xem nào. Hay lắm. Vẫn có thể cản phá được. Rồi xong rồi, bị tháp phòng không liền. Có Dante ở trong mà đâu phải đùa rồi. Muốn vô là vô sao. Neymar nãy giờ mới đụng được banh. Chưa gì hết một như ba trái à. Hàng tấn công này ghê quá. Hàng tấn công này bếp. Không thể nào từ chối được. Sau hiệp 2 đã bắt đầu. Đội khách. Cầu thủ giao bóng là sau sự điều chỉnh của huấn luyện viên trưởng, hiệu quả sẽ ra sao? Đã để mất bóng. Hay. Neymar đang giữ bóng trong trường. Chuyện cho Lukaku chứ còn chờ ai nữa. Tổng pháo luôn. Đúng vậy. Romelu Lukaku. Lukaku ghê quá rồi. Cái Lukaku mà hát trích là chuyện bình thường. Giống như là ăn cơm bữa vậy. Chuyên bóng cho đồng đội. Cản đường chuyên bóng. Neymar chuyên dài lên cho đồng đội. Oscar mấy người bỏ lại hàng phòng ngự đối phương. Để xem tình thế sẽ ra sao. Anh ấy sẽ làm gì để tổ chức đợt tấn công này. Oscar. Trời ơi, Oscar bị giật banh luôn. Xui quá xui. Tà cánh nên ở trống không nhưng mà bị người ta trả lời giật banh mục tiêu luôn. Hay đấy. Đang giữ bóng trong trường. Thú vị đấy. Cứ banh lại coi. Chết màu rồi. Cái này nguy hiểm nha. Tà cánh này vô nguy hiểm nè. Đến đầu rồi coi. Hay quá. Mắc ngu quên. Dante. Đào chân. Oscar. Hay quá. Nhẹ nhàng dựng bóng vượt qua cầu thủ. Đúng vậy, chuyền Costa ăn gà là được. Diego Costa. Chuyền qua Neymar ghi bàn. Neymar loại bỏ hậu vệ đối phương. Neymar. Hay quá, pha điểm banh gọi là sát thủ. Ba tiền đạo là nó nhảy hết rồi. Trời ơi ha. Ghê. Vậy chỉ cần tới 60 là nâng được cái thằng Lionel Neymar lên nữa rồi. Ngày rưỡi trời ơi. Thì luôn giải chiến kim cương quá. Hình như hơi giải chiến kim cương rồi đó. Đội hình ba tiền đạo. Ba tiền đạo thì không có ba tiền đạo chậm mà ba
ba tiền vệ cũng chậm lại luôn. Vậy thì thằng Gowan này không có được rồi. Công Phượng không được rồi, thôi để dưới đây. Công Phượng để thế một thằng khác vô đây. Đá 4-3-3 thì cũng được. Công thủ cũng toàn diện. Ok, chấp nhận đội hình này, chủ yếu là khi nào thay Công Phượng rồi. Để Công Phượng vô đây đá như tù quá. Đúng vậy, Ozil. Balotelli có đây à. Nhưng mà tóm lại là phải cũng phải thay này luôn. Tại này ông này cũng chịu sạc bóng, tạt cánh thì được, có sao đâu, bình thường. Dâng lên làm này kia bình thường, không có gì hết. Để coi Lukaku cặp bài trùng với ai đây. Lukaku là có một số thằng như Ashley Young hoặc là Martial. Wow, thú vị thật. Fellaini. Ok, thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký channel của mình nha. Rồi, bye bye các bạn. Take a body time.